cận cảnh cho các bạn xem nè. Đó, cái đuôi ra trước nè. Thường thường là đẻ anh vậy ra là nó ra chậm hơn, cái đầu ra thì nó dễ hơn, nó thoát. Hai con lượt luôn các bạn ơi. Ô, quá trời con này đẻ nhiều rồi. Con tối nay mình có con heo đẻ nè các bạn. Tối nay là quay clip cho các bạn xem con này đẻ nhiều các bạn. Con này đẻ chắc khoảng 15 con đổ lên nha. Con này bụng to lắm, các bạn nhìn thấy chưa? Đẻ ra được một con rồi nè. Lúc mà mình đi mua đồ về, mình ra mình coi á, mình thăm á, là mình thấy nó đẻ gớt ra ngoài rồi. Rồi mình chạy ra là mình đỡ đẻ cho nó luôn. Hồi bữa nay 4 ngày nữa thì mới tới ngày đẻ. Nhưng mà bữa nay mình lùa lên mình thấy nó mệt quá, mình cũng nghi là động thai là nó sẽ đẻ sớm, mà không ngờ là nó đẻ bữa nay luôn. Mình nghĩ là vẫn 1 ngày 2 ngày nữa thì nó mới đẻ. Mình kiểm tra sữa thì cũng chưa có sữa. Nhưng mà tối là về là nó gớt rồi. Để mình cho các bạn xem cái con này nó đẻ gớt nè. Tối nay mình có con heo nó đẻ nè các bạn. Nó đẻ gớt xuống đây rồi nè. Đó, gớt con rồi, để mình lụm nó lên nha. Bụng này là chắc dao động khoảng 15 con đó các bạn. Để bắt nó lên rồi đốt đèn đồ lên. Rồi heo mình chuẩn bị ra con thứ hai nè các bạn. Ngoắt đuôi quá trời rồi nè. Rồi quay cận cảnh lại con thứ hai cho các bạn xem nha. Nó gặn cái ra nè. Rồi gặn đi. 1, 2, 3 ra nè. Gặn. Ra gần tới rồi, nữa có nhiễu quá trời rồi. Rồi con thứ hai ra đuôi trước nha các bạn. Phải nó ra đầu trước á thì nó ra nhanh rồi. Cái này là nó ra giò trước nên nó hơi chậm nha. Đó, cái đuôi các bạn thấy cái đuôi nó ngoắc ngoắc không? Nó lú cái đuôi ra kìa. Cận cảnh cho các bạn xem nè. Đó. Cái đuôi ra trước nè. Thường thường là đẻ anh vậy ra là nó ra chậm hơn, cái đầu ra thì nó dễ hơn, nó thoát. Hai con lượt luôn các bạn ơi. Ô, quá trời ơi, con này đẻ nhiều rồi. Con này con nhỏ nhỏ không à, trôi trôi không à. Đó, như con trong này nè. Rồi, hai con một lúc nha. Rồi mình quay cho các bạn xem ba con heo của mình nè. Đó, thấy chưa? Rồi sẵn bên đây á là mấy cái đàn heo này được mười mấy ngày, có một số con bị cầu trùng nè. Mình quay phân cầu trùng cho các bạn xem nha. Đây, cầu trùng nè các bạn. Phân của nó là vàng vàng bệt bệt, phân cục á là trắng trắng nha. Đó, đây là phân cầu trùng. Đây là phân cầu trùng. Rồi bên đây nữa. Các bạn nhìn thấy phân cục không? Phân cục của nó trắng trắng nè, các bạn thấy chưa? Rồi phân ở dưới nè, vàng vàng nó ngã màu nè. Khi mà đàn heo của các bạn bị cầu trùng á thì các bạn sẽ cho uống giống như của mình. Cầu trùng thì mỗi lần là cho uống 2C, uống sáng trưa chiều, uống 3 đến 5 ngày liên tục tùy theo mức độ heo mình bị nặng nhẹ nha. Thường thường heo xuất hiện cầu trùng là dao động từ 7 đến 10 ngày, 13 đến 15 ngày, 20 đến 22 ngày là những ngày nó xuất hiện cầu trùng. Nó đi sẽ phân vàng bệt 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 đó các bạn, còn mà 7 ngày, 8 ngày á thì nó phân nó hơi chảy nước xíu nha. Còn mà các bạn tập cho nó uống sữa với amoc giống như của mình bao về vấn đề tiêu chảy cho các bạn luôn. Sữa này mình đổ lần nửa máng luôn á, mà hồi chiều giờ nó uống nhiều đó. Một chút nữa là mình đỡ đẻ heo này xong là mình bỏ. Nó cái mấy con này nó uống gần hết rồi nè. Các bạn lưu ý giúp mình về vấn đề cầu trùng nha. Rồi thông qua cái clip vừa rồi các bạn, mong là các bạn mới nhận biết được heo tiêu chảy hay là heo cầu trùng nha. Heo cầu trùng thì các bạn cho uống đúng cầu trùng nó mới hết, chứ các bạn chích tiêu chảy hoặc uống tiêu chảy cũng không có hết được, cũng không cầm được. Các bạn cho uống đúng cầu trùng sáng, trưa, chiều mỗi lần là 2C, uống tầm 2-3 ngày là phân nó sẽ sạch từ từ lại, rồi nó sẽ hết nha. Các bạn mới lưu ý vấn đề này nha. Còn các bạn mà tập uống amoc giống như của mình là mình bao về vấn đề tiêu chảy cho các bạn. Heo của bạn không có bị chảy đâu, chỉ nó bị cầu trùng các bạn không biết, các bạn nói là tiêu chảy các bạn chích hoài không hết thôi. Rồi heo mình con thứ tư chuẩn bị ra nè các bạn. Đó, ra gần tới các bạn ơi, nó thọt ra kìa. Ra đuôi trước các bạn ơi, ra đuôi trước là lâu. Con này giống thịt con nãy luôn. Con này con thứ tư rồi nha. Mình nghĩ là có 1-2 con là nó gần ra tới đó các bạn. Nãy giờ mình đợi con này nãy giờ lâu lắm rồi đó. Con nhỏ mà lâu. Để mình chùi con này mình bỏ vô sọt đi, rồi mình cập nhật tiếp cho các bạn nha. Rồi heo mình con thứ năm ra nè các bạn. Thôi phải nó ra đầu trước đi, giờ con nào cũng ra đít trước chân, quá trời lâu luôn. Con này cách con vừa rồi là khoảng 3 phút nha các bạn. Con vừa rồi là nằm trong đây nè. Rồi tổng là được 5 con rồi. Và bụng này to đó, bụng này chắc phải 15 con đổ lên đó các bạn ơi. Mà đẻ con nhỏ nữa. Cập nhật tình hình mới cho các bạn xem nè các bạn, nãy giờ có điện thoại. Đây ra hai con, một con này nhỏ xíu rồi các bạn. Con này con thứ 6 nè. Con bự này con thứ 7 nè. Trong đây là 5 con. Tổng là được 7 con rồi các bạn ơi. Nó đẻ ra một lượt hai con đó. Con nhỏ ra trước rồi con bự ra sau.
Rồi 7 con rồi nha, bây giờ mình đem vô giữ ấm cho hai con nhỏ đi. Con nhỏ này hơi yếu đó các bạn. Rồi heo mình con thứ 8 ra nè các bạn, ra đuôi trước. Con nào cũng hơn nửa tiếng cho các bạn ơi. Cái đuôi nó phồng ra các bạn, coi kìa. Đó, đuôi giống như lãi vậy. Gặn cái nữa con nó ra nè. Mình mới chích cho nó 3 xe oxytocin đó. Nãy giờ 7 con mà thấy con mẹ này hơi yếu nên mình chích oxytocin cho nó. Đáng lẽ là đợi khoảng 10 con, hơn 10 con mình mới chích đó. Nhưng mà hôm qua với hôm nay nó ăn ít rồi, là nó yếu sức rồi, là chích thêm để hỗ trợ cho nó, để mình kéo con này ra tiếp nó. Ra gần tới rồi, không chịu ra nè. Gặn cái nữa ra nè. Rồi gặn đi ra luôn nè. Bụng con này là phải 15 con đổ lên chứ không có ít đâu. Rồi ra nè các bạn ơi. Nó ra mà nó muốn ngọt các bạn, mình mới vừa cứu nó, mình chổng hai giò mình vỗ lên vai nó vài cái rồi để cho nó nhiễu nước ra các bạn, nước mũi của nó cho nó chảy ra. Rồi hiện tại heo mình được 8 con nha các bạn. Rồi tiếp theo là con thứ 8 nè các bạn, để mình qua mình quay con thứ 9 cho các bạn xem nha. Con này con thứ 9 rồi chứ không phải con thứ 8. Rồi con thứ 9 ra nè các bạn ơi. Ô, ra giò trước luôn, ra đuôi trước rồi. Nãy giờ là mình thấy là toàn là ra chân trước, ra đuôi trước không à. Nên nó lâu các bạn. Nó dạng mà cái giò của nó duỗi thẳng về cái bụng của nó, nên cái kích thước của nó tăng lên. Nên con heo mẹ nó gặn, nó chậm các bạn. Heo đẻ rất là nhỏ luôn nhưng mà nó ra rất là chậm. Rồi để mình kéo giò con này ra tiếp nó. Rồi đây là con thứ 9 nè các bạn, mình sẽ cho nó vô sọt nha, chung với con thứ 8. Đây, hai con này cho ở trong đây đi. Ở ngoài này 7 con là đã bú ok rồi các bạn, bú no rồi. Cái con nhỏ hồi nãy là nó không bú đâu, nó thấy mấy con này bú bắt đầu nó vô nó giành luôn các bạn. À, nằm bú luôn. Rồi, hiện tại là 9 con nha. 9 con vẫn còn heo nha các bạn, nó ra chậm thôi chứ vẫn còn nha. Tiếp theo là con trong bọc điều luôn các bạn ơi. Đây mình quay cho các bạn xem nè. Cái con trong bọc điều là con nhỏ xíu, giống như bằng con bên đây nè các bạn, bằng con nhỏ bên đây luôn nè. Rồi bây giờ mình để vô luôn nha. Rồi con thứ 10 nha các bạn. Rồi hiện tại là được 10 con rồi, có 2 con nhỏ và 8 con bình thường nha. Mấy con bên đây mình nhập bầy nè, nó không chịu ở chung với bầy này, nó la làng đi vòng vòng, người ta ngủ hết trơn nó la vòng vòng. Mấy bầy bên đây là chưa có sàn để đưa lên nữa các bạn, chật rồi đó, ngủ ngon lành hết rồi. Bự hết rồi các bạn, 15-17 kg hết rồi. Còn nái bên đây nè, nằm nguyên một dọc ngủ rồi. Rồi bây giờ mình cập nhật tình hình mới cho các bạn nắm nè các bạn. Heo mình hiện tại là đẻ ra 3 con một lượt luôn, là 13 con các bạn. Trong đó là 3 con rồi, ở ngoài 7 con là 10 con nha. Đây 1, 2, 3, con đầu tiên là ngọt rồi, 2 con sau là sống. Mà nó đẻ ra con này xong tới con khác luôn, là hiện tại là được 13 con, là còn 12 con nha. Mình hạn chế quay cái con hao đó nha các bạn. Tại vì quay con hao nhiều á, cái YouTube nó hạn chế cái video của mình, các bạn thông cảm giúp mình nha. Đây, quay nè. Con thứ 14 ra nè các bạn, để mình kéo nó ra nha. Rồi, đây là thành viên thứ 14 nè các bạn. Con này to nha, con này ra đầu trước. Nãy giờ mới thấy con này ra đầu trước đó. Còn mấy con kia là ra giò, ra đít trước không. Con này ra đầu mà con to nha. Rồi một tí nữa thì mình cập nhật cho các bạn xem thêm coi là còn hay không nha các bạn. Vẫn còn đó các bạn, mới 14 con à. Cái bụng này to lắm, không thể nào dưới 14-15 con được.
này nhiều khi là 17, 18 con luôn chừng á. Rồi các bạn cùng đón với mình nha. Bụng thì hơi xẹp rồi nhưng mà vẫn còn con. Rồi heo mình tiếp tục con 15 ga nè các bạn. Tiếp tục là ga đuôi trước nữa rồi nè. Đó, con thứ 15 nha, để mình kéo tiếp nè. Đây, mình quay con thứ 15 cho các bạn xem nè. Hình như là càng về sau nó càng to vậy các bạn ơi. Con này cũng to giống như con 14 lúc nãy vậy đó. Rồi, ba con trong sọt mình thả ra cho bú rồi nè. Còn bên đây ba con là chưa cho bú nè. Đó là 6 con chưa có cho bú đó. Là 7 con nãy mình thả rồi đó. 6 với 7 là 13 nè. Với con này 14, với con ngọt là 15. Rồi để mình thả này vô chung với chị em của nó trong đây đi. Đó. Vô trong đây sưởi ấm một xíu đi. Rồi cứng cáp đi rồi thả ra cho bú. Con thứ 16 luôn các bạn ơi. Cập nhật các bạn xem nè. Mới vừa được nghỉ ngơi cái là con thứ này ra luôn rồi. Kéo ra tiếp. Đây nè các bạn, cập nhật con thứ 16 nè các bạn. Con này cũng to, 14, 15, 16 là to bằng nhau nha. Con mẹ này sinh tốt các bạn, nước ối nhiều lắm. Đẻ ra con nào cũng muốn ngọt, phải sặc nước hết trơn á. Bụng là thấy xẹp lép rồi, không biết là còn con nào nữa hay không. Mong là được một con nữa các bạn. À, 16 con là còn sống được 15 nha. Ngọt không con. Rồi một tí nữa thì mình cập nhật tình hình thêm cho các bạn xem. Quay lại tổng đàn cho các bạn xem nè. Đó, nãy giờ đòi la kêu ngủ hết trơn rồi. Nó chưa quen mẹ nó. Mấy con này chật chuồng rồi. Tình hình mới nè các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy con bên đó không? Ngay đây nè, đây là con khô thai nè các bạn. Con này con thứ 17 nha. Khô thai chứ không phải nhau đâu. Tại vì mấy cái con khô thai mà quay có hốc mắt rồi á là mình không có quay nha. Dù cho mình quay mình cũng che lại các bạn. Quay là YouTube nó đánh vấn đề liền. Các bạn thông cảm nha. Hiện tại là 17 con. Sống 15 con. Khô 1 con, ngọt 1 con. Rồi ok nha các bạn. Rồi cập nhật tình hình mới luôn các bạn ơi. Giờ thả ra cho bú hết rồi nè. Mấy con đầu tiên là nhốt lại rồi. Ngoắc ngoắc đuôi này là chắc là con các bạn ơi. Chắc này là con thứ 18 rồi. Để coi nó gặn ra gì đây. Rồi con thứ 18 ra nè các bạn. Đó các bạn thấy chưa. Ra luôn con thứ 18 nha các bạn. Rồi để mình chùi nhớt đó các bạn ơi. Con nào cũng nhớt. Nó nằm vậy đó. Rồi lát là dãy. Rồi bắt đầu là cho vô trong sọt giữ ấm nè. Đó. Dời bóng đèn qua luôn. Rồi giữ ấm cho nó đi. Lát nữa giò nó cứng cáo rồi mình thả ra. Lát nữa mình nhốt cái bầy này lại, bỏ vô chung bầy đó, rồi cho con nó bú xong chút đi rồi mới thả lan ra luôn nha. Để mình lau chùi, mình dọn dẹp để cho nó đừng có trơn các bạn. Nó đẻ ra cái nước ối của nó làm cho trơn á, là heo của mình nó dễ bạc giò lắm. Các bạn lưu ý nha, heo nào mà dễ bạc giò hay yếu chân á, các bạn nhớ chăm sóc cho nó kỹ nha các bạn. Nó bú no xong là các bạn đem vô sọt các bạn giữ ấm, rồi các bạn để nó dẻ ở dưới á, cho nó đứng lên, cho đừng có bạc cái giò nha. Để nó bạc giò ra chăm cực lắm. Rồi một tí nữa mình cập nhật tình hình cho các bạn xem thêm. Mình nghĩ là heo của mình chắc 18 con các bạn ơi. Thấy nó xẹp rồi, xẹp lép luôn rồi. Đẻ xong khỏe biết mấy luôn. Này đẻ quá dữ luôn các bạn ơi. Mới vừa kéo ra con nè các bạn. Trong cái bọc điều này luôn, kéo ra không kịp nữa là ngọt rồi. Con này là con thứ 19 rồi đó các bạn. Hồi nãy có một con bằng ngón tay cái vậy nè. Ra theo chùm nhau á là nó khô cứng rồi. Là giống như 20 con nhưng mà tính 19 con thôi. Rồi mình nghĩ là chắc hết rồi. Cái chỗ này nó còn u, cái chỗ này nè, nó còn u cái cục chỗ này cho chắc nhau chứ không phải con đâu. Rồi hiện tại là được 19 con. Bây giờ kiểm sơ với mình nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 rồi nha. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 với con khô hồi nãy với một con ngọt là 19 con. Có con nhỏ khô mình bỏ luôn, mình không có quay là mình không tính luôn. Là 19 con rồi các bạn ơi. 19 con là chắc hết rồi.
để mình kéo con này ra, mình buộc rúng nó, mình sưởi ấm nó tí xíu nữa ra cho nó bú. Chuẩn bị nhốt cái đàn này lại chung với bầy đó, rồi cho chút nữa cho cái con này bú xong là sẽ thả ra hết luôn. Rồi bắt đầu clip sau là mình sẽ hướng dẫn các bạn tập cho uống sữa và ăn ca a móc với cám tập ăn, để cho heo của mình nhanh biết ăn và nuôi được chăm chăm hết, dù đẻ cho 25 con nuôi cũng vẫn sống bình thường các bạn. Rồi hiện tại heo mình đẻ xong rồi các bạn ơi, tổng là 19 con mà khô 1 con và ngọt 1 con nha, hiện tại là còn 17 con. Bây giờ mình kiểm heo nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi điểm lại nè, mình điểm lại nè. Ra nhau luôn rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Có 1 con nằm dưới đó đó các bạn. Đó. Hiện tại là 17 con nha. Các bạn thấy kênh của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình.